Sau thời gian xác lập chuyên án, đội cảnh sát kinh tế công an quận Thanh Khê vừa theo dõi và tiến hành bắt quả tang một nữ đối tượng trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, phát hiện gần 10.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu. Đối tượng tên là Nguyễn Thị Hoa, 55 tuổi, trú tại phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Trong thời gian từ đầu tháng 12 đến nay, đội cảnh sát kinh tế công an quận phát hiện bà Hoa thường xuyên lui tới các chợ trên địa bàn thành phố, chở theo các bao gai hay là các thùng cạc tông có dấu hiệu chứa hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu. Sau quá trình theo dõi, công an quận Thanh Khê đã tiến hành bắt quả tang Hoa trên đường Thái Tị Bôi và phát hiện 1.290 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu của nhiều hãng như là Essagen và Capri. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoa, công an quận thu giữ thêm 7.290 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu 555, Rismo, Capri, Hero, Caravan A. Qua làm việc, bà Hoa thừa nhận số thuốc lá điếu ngoại trên đều là hàng nhập lậu và không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ.